Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 4 của Chu Tiên, hai người Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo đi đến đài Trúc Phong thông báo về đại hội thất mạch. Trương Tiểu Phàm dễ dàng bị Lâm Kinh Vũ đánh nằm bẹp dí xuống đất. Chuyên sang tập 5 của Chu Tiên, Điền Ninh Nhi dùng dây quấn vải của mình tấn công Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ có thanh kiếm Trảm Long Kiếm đánh trên cờ so với Điền Ninh Nhi. Toàn bộ các sợi dây bằng vải bị Lâm Kinh Vũ chém nát hết. Tề Hạo lao lên túm Lâm Kinh Vũ không tấn công Điền Linh Nhi nữa. Tô Như chạy đến kiểm tra cơ thể con gái Điền Linh Nhi. Trương Tiểu Phàm và Tề Hạo đã quỳ xuống xin Điền Bất Diệt tha cho Lâm Kinh Vũ không tự chủ được hành vi của mình. Kể cả Tô Như vợ Điền Bất Dịch cũng khuyên ngăn chồng không nên chấp trẻ con. Điền Bất Dịch đánh bay Trương Tiểu Phàm đang quỳ bay rúi rụi vào tường chảy máu mồm trên. Lâm Kinh Vũ này ngớ mồm khen đều Điền Bất Dịch cả lao béo. Điền Bất Dịch di chuyển lấy mất cây kiếm thanh kiếm Trảm Long từ tay Lâm Kinh Vũ. Ông bắn kiếm khí vào người Lâm Kinh Vũ ngay sau đó. Tề Hạo lao ra như một vị thần dùng hàn thanh kiếm. Tạo ra lớp lá chắn có 7 bức tường băng đỡ cho Lâm Kinh Vũ. Tuy nhiên toàn bộ tường băng đều nát hết. Điền Bất Dịch tha cho hai người Lâm Kinh Vũ lần sau đừng có mà hồn lao mất dây. Nên hai người Lâm Kinh Vũ quay xe vội đi về. Điền Ninh Nhi đi đến đỡ Trương Tiểu Phàm xem chết chưa. Chuyển đến chỗ của Điền Bất Dịch và Tô Như. Điền Bất Dịch nhìn thấu được Tề Hạo ít nhất đến tầng 8 của Ngọc Thanh Cảnh. Tôi đến Tô Như nghe lời chồng đi đến phòng của Trương Tiểu Phàm đưa thuốc. Cô với bản tính của một người đàn bà dễ dàng thay mặt Điền Bất Dịch về vụ chiều nay đánh Trương Tiểu Phàm. Sau đó Tô Như đi về phòng riêng của mình và Điền Bất Dịch. Thì Điền Linh Nhi mở cửa phòng tìm trộm Trương Tiểu Phàm. Trong cuộc trò chuyện của hai ngày, cô khen cha mình vẫn còn tình người cho hẳn Trương Tiểu Phàm viên thuốc đại hoàng đan. Vì trời đang mưa, Trương Tiểu Phàm coi cơ giống hội anh em đi chơi với gái. Hắn đã đóng cửa phòng khỏi mưa hắt. Điền Ninh Nhi khoe xong viên bi thanh đường châu, cô đưa cho Trương Tiểu Phàm một quyển sách Thái Cực Huyền Thanh Đạo Pháp Quyết. Hai tập đèn đút không được cho ai nhìn thấy. Cô đặt cá độ niềm tin cho Trương Tiểu Phàm cố gắng tập xong đánh bại Lâm Kinh Vũ, còn Tề Hạo không sửa được. Ở diễn biến sáng hôm sau trên đỉnh núi Đại Trúc Phong, Trương Tiểu Phàm đang nhóm bếp nấu cơm. Hắn lấy cây gậy con chó đại hoàng và con khỉ tiểu hôi đang tranh nhau cho vào bếp làm quen lòng gặt quỷ. Tuy nhiên cây gậy này do trưởng lão ma giáo Hắc Tâm lão nhân chế tạo bằng phế huyết châu, từng làm mưa làm gió trong thiên hạ không thể đốt cháy. Trong bữa cơm của mọi ngày, Điền Bất Dịch chửi bới học trò của mình về ngày hôm qua bị Lâm Kinh Vũ quẩy nát đội hình. Khi đến đại hội thất mạch võ hội ai gánh nổi, Điền Bất Dịch yêu cầu toàn bộ 5 học sinh trong 6 tháng không được ra bên ngoài hay tập luyện. Chỉ có mỗi Trương Tiểu Phàm thích làm gì thì làm. Vì vậy Trương Tiểu Phàm một mình thoải mái tập tầng thứ 3 trong Thái Cực Huyền Thanh Đao. Hắn đang ngồi cầm cây gậy có viên bi phệ huyết châu nấu cơm. Thì Lục Sư Huynh Đô Tất Thư xuống núi gần 2 năm trở về. Trong giờ cơm tối, Điền Bất Dịch không được vui khi ông cho Đô Tất Thư xuống núi có 1 năm. Vậy mà hắn đi chơi quá hạn sử dụng. Thậm chí vũ khí của Đô Tất Thư là 3 viên xúc sắc đam mê bộ môn cờ bạc. Điền Bất Dịch tính toán thời gian đại hội thất mạch còn 1 tháng. Mọi người sắp tới đi đến Thông Thiên Phong. Ở trong phòng Trương Tiểu Phàm nằm ngủ. Con chó công chứa gậy có viên phệ huyết châu. Con khỉ ném cho Trương Tiểu Phàm. Chuyển đến ngày thi đấu, từ đại sư huynh đến Trương Tiểu Phàm đang chuẩn bị lên đường. Họ có chiều nhau một chút đợi sư phụ Điền Bất Dịch và Tô Như. Thì Điền Linh Nhi nhìn Trương Tiểu Phàm cầm que củi làm vũ khí đánh nhau trong đại hội lần này. Do Điền Linh Nhi bận tu luyện không đưa vũ khí cho Trương Tiểu Phàm. Cảm ơn anh em đã xem hết video.